Mes mantras. Mes mantras. Ngày 12 mới viết được đúng không? Chính cho tôi đã biết. À, 12. À, cái này thấy làm rồi đó. Làm rồi nên chị đang tập trung đây. Biết hết rồi, hết dở như em ha chị. Giờ bị hạn chế. Em lâu lắm không hạn. Hơn năm. Còn mà nào hãy hát là bạn hát được biết biết hát xíu như ít hát quên lời luôn. Thôi biết kiếm tiền được rồi hay làm chi, hát hay mà kiếm được tiền thì được đúng không? Thầy làm ca sĩ rồi. Hay là sĩ cái niềm đau ấy. Trời ơi, cái cục gì mà đúng cục mụn đầu trâu.
năm nữa em à. Hôm nay mấy tuổi rồi em? Dạ năm 8. Hử? Năm mới lớp 8. Ủa mới lớp 8 à? Lớp 8 là bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ, năm nay 14. Trời. Xì tuổi hả? Mà răng mụn đúng lắm. Nó mụn mà. Để thi sợ. Em hụt kèm. Bữa nay không đi học. Hôm nay thứ hai không đi học à? Dạ có, dạ buổi chiều. Thi chưa? Dạ. Mẹ nói quay được chứ không mẹ? Không được. Không có vui được. Cái cổ luôn trời. Lưng có bị không em? Có hả? Có nhiều không biết. Xí gì nặng luôn chưa? Ví dụ có gì nặng giùm chưa? Nha. Cái để sao nó viêm lên kìa. Mới có 19 luôn. Mới có 19 mà teo rồi. Là quê em giờ chắc 11 đô. Vậy là teo thật luôn. À quê lạnh. Ở Hà Giang đồ với lại ở Sapa đồ là tiếc rồi mà phải không mày? Tuyệt rồi, đông băng nữa. Đi không? Đi. Chừ đi không? Đi luôn. Lì lì lì. Đi trời chứ đi mà làm chi? Đi chạy nhảy cho nóng người chứ. Đi Tết này đi đông đông là vui nè. Đi chơi mà đi đông là vui. Đi mà hai người chán lắm. Chị Dung đi à? Không biết nữa, bà cũng thấy bà đi chung. Bà nói mà tạo tính gì thương. Bà đi. Từ từ. Mà nàng đã tiền hết. Trong
bao năm đầu tiên hả? Hà Nội. Bác sĩ, dân Hà Nội, dân giàu. Sava. Để nó cọc. Hãy đào xíu. Mua đồ ấm nhiều. Em có thấy bạn Mô bị mụn như em không? Em có bạn bị mụn như em không cô? Có. Nhiều như đây luôn á. Có không? Có. Chị qua chị bé làm. Vì là em đẹp lắm, hỏi liền luôn. Cứ cổ lần nào em ạ. Cục nến lì. Dễ là chê. Ao đi về dễ. Dễ. Đùa túi của anh mới dễ đó. Dễ. Dễ là không được. Dễ là ta. Nhưng mà không đúng hàng số thì đúng không? Dễ. Dễ. Dễ tưởng là dễ. Ác kì. Đau em. Chờ thấm rồi đó. Chờ thấm đau rồi đó. Chưa chảy nước mắt mà vẫn còn chịu đựng được. Xong.
thôi. Có cần nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi là nặng 2 tiếng. Mà không nghỉ ngơi là nặng 1 tiếng. Chiều đi học à? Chiếu đèn rồi nữa đúng không? 2:30 rồi. Cái đau trước, xin nặng trên đỡ đau hơn. Mũ hơi đau em nè. Cái chi? Gần xong rồi, lấy cái dao đi. Lấy dao ra đi. Lấy dao ra. Thôi chị xong rồi đó, chị cạo, lấy dao rồi cạo một nốt nhạt rồi xong. Chù khách mà chờ chị hả? Nó vẻ chua đây nghe. Mười sáu đi. Cho nó lạ lạ hơn cái kia đi. Để cho ông cu nè. Ở trên lầu chờ chị mà nhiều mụn quá. Ừ, ít thì chị chạy lên về rừng quốc xí cho ông cu nín thở. Nghỉ thở, hả? Hai người luôn rồi. Câu liệt chưa? Đam mê rồi. Trừ là đam mê rồi. Anh đừng đợi con. Đừng để hàng.
có không, có nói ha, có không, có không. Có nói nghe. Nhà hồi hôm giống cô giàu lắm nè. Chắc là hồi nói nhầm cô giàu luôn. Hồi hôm á là ông Nam á là giống chú rể. Mà bà nhà giống cô giàu. Hai người này bị lậu lỗi. Sai sai. Sai quá sai. Chị mô đó. Chị mẫu. Chị mẫu không quá. Thôi đừng có nói mẫu nữa. Ý là bé đó à. À bé đó thôi lấy kem trước đi, mặt viêm quá, chưa rửa bột được. Lấy bé 200 đi. Lấy 200 thôi. Đấy, muộn gì lo nữa. Em kêu đi mòi một chỗ cho anh hết đi. Không, cái này đâu. Sợ anh cô nên chịu không nổi nè. Thấy cũng hơi mệt mệt rồi đó. Em đừng gồng nghe em. Em thả lỏng ra. Không đau lấy. Mặt em cứng hết. Em thả lỏng ra nha. Chị bé đau nặng đau đâu, thả lỏng ra. Nó có 14 tuổi mới à. Cháu thì em ruột quá à. Xí xí à, em ruột khỏe hả? Đẹp trai không? Đẹp hơn Huy. Hoàn mới đẹp nữa, Hoàn mới kính mới đẹp nữa. Hoàn nhìn kiểu như cái công tử á. Kiểu... học ừ. Anh hồi xưa đi học anh mà bằng là phần thân ngon cha. Hoàn đi chăng kính kiểu nói chuyện hay là đứa kiểu điềm đạm á. Tay này cũng đau à em. Nó không đau bằng ở dưới hay là cũng đau như nhau em. Cũng đau hơn.
đi nào hơn xíu đúng không? Hàng đầu đó không em? Hàng đầu mà chơi quốc cả tiếng đồng hồ. Anh đang chiều này có đây không? Ok. Thao rước ngày nay cho ông khỏe. Đem vô bà má để luôn đây rồi chiều vô lái. Thì anh đem vô để đi nữa đi trong má cho khỏe. Giường ở đây nè, cần gì lên lầu. Mất cầm gì chạy lên gì xuống. Thôi, đem vô trong nha chắc. Trong cho ngay đi một đứng ngồi đỗ một đứng. Ngồi đứng sáng mai. Không chiều. Chiều à? Ủa, em đang là thứ ba chứ. Chiều này đi luôn. Ừ, đây rồi.
đi công chứng chiều luôn. À đi đi chắc không kịp. Kia để ngày mai em được. Xí nữa 2:30 đó. Mai à, chị cũng không biết nữa. Đây buổi sáng đi. Buổi sáng mà như đây là không đi được rồi nè. Như đây là tiếc núi nè. Để nhiều khi chiều nay quốc luôn không có. Nghĩ không đẹp bằng đó. Mà xuống dưới này là không đuối rồi đó. Phê rồi đó, phê rồi đó. Phê sắp phê rồi. Đau quá à, em cố gắng nghe gần xong rồi. Câu này chắc không phải nửa tiếng nữa xong. Ra. Ừ. Sáng mình phát tờ rơi đến trường học, phát tờ rơi. Vô trường phát tiền cho họ. Mấy người vô trường nhiều quá. Xong vô từng lớp. Thọ mặt. Nguyên vấn. Dung á, Hòa Bình á, đến từng trường luôn. Thiệt mà. Bao nhiêu phát quà đó. Cái này tự nhiên vô được mình từ rồi. Khi mình xin làm việc với hiệu trưởng á, là hiệu trưởng xong. Hết là thứ bảy thì học tuần á. Cái giờ mà sinh học lớp á. Là vô từng lớp. Còn là kêu là những bên mình có. Nào làm đi. Bán truyền thông. Bán truyền thông. Dễ mà, do mình chưa làm thôi mà thôi, cũng có đến có rồi thôi, nhiều khi mình mệt quá chưa đến mức độ nữa. Đợi khi mà có màu thêm xíu nữa là chị có động lực rồi. Vô tư. Đau quá à. Bụng em là dễ nặng đó.
Mụn khác, mụn mũ rồi thôi, chắc ông này xỉu hồi nãy trừ rồi. Cô ơi, bấm đẹp, giới thiệu bạn qua cô nha. Cô đi da khô nữa nè.